Hội nghị tổng kết các mô hình sản xuất hiệu quả, đề xuất nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức vào chiều ngày 7 tháng 3. Các đại biểu đã tập trung đánh giá việc nhân rộng các mô hình trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp phát triển nhân rộng trong thời gian tới. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2015 đến năm 2020, ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện trên 120 mô hình, với tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện trên 50 tỷ đồng trong đó ngân sách cấp tỉnh thực hiện 73 mô hình. Ngoài ra còn có nhiều mô hình do các tổ chức cá nhân tự thực hiện. Các mô hình mang lại hiệu quả cao, có thể kể đến cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến tiết kiệm nước, ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0, trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá aquaponics ở huyện Lấp Giò, trồng dưa lê, dưa lưới trong nhà màng, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt từ công nghệ của Israel ở Thanh Bình, cây xoài nhà tôi của Hợp tác xã Xoài Mỹ Sương sinh kế mùa lũ ở huyện Tân Hồng, Thanh Bình, Tâm Nông, sản xuất nông nghiệp kết hợp khai thác loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm dần dần. Mặc dù có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp được xây dựng và nhân rộng, tuy nhiên việc nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trong thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức cho ngành nông nghiệp của tỉnh. Theo các đại biểu, một số mô hình quy mô còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa gắn được với dùng nguyên liệu trọng điểm tập trung nên việc liên kết sản xuất tiêu thụ với doanh nghiệp chưa thực hiện được. Ứng dụng cơ giới hóa tự động hóa, công nghệ IoT và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong một số mô hình còn hạn chế, chưa đồng bộ dẫn đến chi phí sản xuất tăng. Một số mô hình có vốn đầu tư lớn, ứng dụng công nghệ cao, yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt nên nông dân khó tham gia. Vì vậy để nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị tuyên truyền, tập quấn cho các hộ dân về quy trình, kỹ thuật trồng và chăm sóc các mô hình cây trồng vật nuôi mới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện mô hình đột phá trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2025. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành và các địa phương cần tích cực tuyên truyền, phổ biến cho người dân về các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh tham mưu rà soát sửa đổi bổ sung thay thế các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất riêng của từng địa phương dần dần